Ba thất bại trong 4 trận ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 đã khiến cánh cửa đi tiếp của đội tuyển Việt Nam gần như đóng lại, rất khó san lấp khoảng cách 4 điểm với Indonesia trong bối cảnh chỉ còn 2 trận trước mắt. Mục tiêu góp mặt ở vòng loại thứ ba hay xa hơn là giữ World Cup 2026 đã không thành, đó là thực tế phải chấp nhận. Trong chu kỳ thành công kéo dài 5 năm, năm 2018 đến năm 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa đội tuyển Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, tương đương top 8 châu Á, cùng tấm vé lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, top 12 châu Á. Đây là thành quả xứng đáng, nhưng cũng đồng thời vạch ra giới hạn về điểm xa nhất mà bóng đá Việt Nam có thể chạm tới. Muốn vượt ngưỡng, cả nền bóng đá cần bứt phá toàn diện ở những phương diện gốc rễ như chất lượng cấp độ câu lạc bộ, đào tạo trẻ, hệ thống thi đấu, cơ sở vật chất, thay đổi khâu huấn luyện ở đội tuyển quốc gia chỉ như cắt tỉa ở phần ngọn. Bình luận viên Vũ Quang Huy so sánh, huấn luyện viên Park Hang-seo giống như người thợ trang điểm giỏi, còn bóng đá Việt Nam như cô gái chưa thực sự đẹp, nhưng lại được trang điểm rất khéo để che đi những khiếm khuyết. Chẳng cô gái nào có thể sống cả đời với lớp trang điểm cả, mà muốn có vẻ đẹp trường tồn thì tự thân mình phải có sẵn nét đẹp đã. Thành công của ông Park đã che đi thực tế rằng bóng đá Việt Nam còn rất nhiều điều phải chỉnh sửa, mà đến khi thất bại, thực tế mới lộ ra, ông nói. Cục diện vòng loại World Cup 2026 đã chỉ ra sự phân tầng trong làng bóng đá châu Á. Trong 18 tấm vé lọt vào vòng loại cuối cùng, những đội tuyển thuộc nhóm đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Ả Rập Xê Út, Iran, Úc, Uzbekistan chắc chắn góp mặt. Đây cũng là 7 ứng viên nặng ký cho 8,5 suất dự World Cup 2026. Các đội bóng nhóm 2 như Oman, UAE, Iraq, Jordan, Bahrain, Trung Quốc, Syria dù không nhiều cơ hội cạnh tranh với nhóm đầu, nhưng luôn đảm bảo sự hiện diện ở vòng loại thứ 3. Còn đội tuyển Việt Nam ở đâu? Đó là nhóm 3, tức là phải rất nỗ lực mới có thể vượt qua vòng loại thứ 2. Cùng nhóm với Việt Nam là Indonesia, Thái Lan, Kyrgyzstan, Ấn Độ, Palestine, Yemen. Thoạt nhìn, việc mở rộng suất dự World Cup cho châu Á từ 4,5 lên 8,5 sẽ khiến cửa đi World Cup sáng hơn. Tuy nhiên, cứ mỗi suất vòng chung kết rộng thêm, đồng nghĩa sẽ có rất nhiều quốc gia nhìn thấy hy vọng để đầu tư. Đội tuyển Indonesia là minh chứng, với chính sách nhập tịch ồ ạt và chú trọng đào tạo lứa, gà nòi, đã thay đổi chóng mặt chỉ sau một năm, đánh bại Việt Nam tới 3 lần chỉ trong 2 tháng. Khi các đối thủ đều có chiến lược bài bản cho giấc mơ World Cup, đội tuyển Việt Nam không thể ngồi yên. Trên bảng xếp hạng FIFA mới công bố, đội tuyển Việt Nam bị trừ 30,04 điểm, nhiều nhất thế giới trong tháng 3 và rơi xuống hạng 115. Với việc đứng hạng 19 châu Á, rơi xuống nhóm hạt giống thấp, đồng nghĩa nguy cơ rơi vào bảng khó ở vòng loại World Cup hay Asian Cup, đội tuyển Việt Nam cần thay đổi mục tiêu. Hãy chặn đà tụt dốc đang hiển hiện trước mắt bằng việc điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với năng lực thực sự của nền bóng đá, từ đó mới tìm được huấn luyện viên có chung điểm nhìn. Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Sương nhận xét, trước khi tìm kiếm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, tôi cho rằng Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, Hội đồng huấn luyện viên quốc gia cùng các nhà chuyên môn cần có cuộc họp để thay đổi định hướng, đội tuyển Việt Nam đang ở đâu, phù hợp với mục tiêu nào. Thất bại ở vòng loại World Cup 2026 cho thấy chúng ta nên điều chỉnh hướng đi, nhắm đến những đích đến gần hơn như duy trì vị thế ở Đông Nam Á, vô địch AFF Cup, vượt qua vòng loại Asian Cup 2027, hơn là nghĩ đến mục tiêu xa, nhưng chưa khả thi, như top 10 châu Á hay dự World Cup, có mục tiêu phù hợp, rồi mới chọn được huấn luyện viên phù hợp. Huấn luyện viên trưởng và VFF phải phối hợp rất chặt chẽ với nhau trong việc thiết lập mục tiêu, định hướng lối chơi phát huy năng lực với cầu thủ Việt Nam hiện tại, rồi vạch ra kế hoạch để đào tạo con người phù hợp với triết lý chơi lâu dài mà đội tuyển Việt Nam hướng tới. Bóng đá Việt Nam cần kế hoạch tổng thể mang tầm nhìn dài hạn, đòi hỏi sự tham gia của tất cả các bên. Lãnh đạo VFF, phòng ban chuyên môn và hội đồng huấn luyện viên quốc gia dự kiến ngồi lại để cùng phân tích tình hình trong thời gian đội tuyển Việt Nam tạm nghỉ để nhường chỗ cho U23 Việt Nam. Cuộc tìm kiếm huấn luyện viên trưởng đã bắt đầu. Bóng đá Việt Nam cần hành động ngay bây giờ, dù đã muộn nhưng vẫn còn hơn không. Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận xét, với vị trí dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên nước ngoài có uy danh và vị thế trong mắt cầu thủ hơn so với huấn luyện viên đội. Dù các huấn luyện viên Việt Nam như Hoàng Anh Tuấn, Chu Đình Nghiêm đều có danh tiếng, nhưng tôi cho rằng huấn luyện viên ngoại sẽ hợp hơn với chiến lược dài hạn. Tất nhiên huấn luyện viên nội vẫn có thể phù hợp nếu dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tạm quyền 2 trận tháng 6. Nếu kết quả thuận lợi, đừng đóng lại cánh cửa với thầy nội. Họ đã có bằng cấp đầy đủ, có sự cập nhật kiến thức va chạm. Tất nhiên về đường dài, tôi vẫn nghiêng về phương án thầy ngoại.